Phải chăng những gì chúng ta được học về nguồn gốc và lịch sử nhân loại đều là sai? Mặc dù chúng ta vẫn chưa có tất cả câu trả lời cho vô số bí ẩn về văn minh nhân loại mà giới khoa học phát hiện trong nhiều thập kỷ qua, nhưng đã có nhiều phát hiện được coi là bằng chứng cho thấy nguồn gốc và lịch sử loài người không giống như những gì ta được học. Ở trường, chúng ta được học rằng loài khủng long đã tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước. Các loài động vật có vú cỡ nhỏ sống sót sau thảm họa và tiến hóa thành các loài động vật có vú khác nhau. Sau đó, tại một số thời điểm vào khoảng 250.000 năm trước, một loài động vật có vú hình vượng đã tiến hóa thành loài người hiện đại ngày nay. Nhưng giả thuyết này liệu có chính xác? Một số khám phá được liệt kê sau đây có lẽ sẽ khiến chúng ta phải xem xét lại nguồn gốc loài người, những nền văn minh cổ đại và sự sống trên trái đất. Và có lẽ đã đến lúc lịch sử cần phải được viết lại để giải thích cho sự tồn tại của những khám phá này. Những hóa thạch đặt lại câu hỏi về lịch sử loài người. Sự thật là khoa học đã không giải thích được vô số khám phá cổ xưa trên trái đất, tuy nhiên mỗi khám phá dường như lại giúp nguồn gốc của con người ngày một hiện rõ hơn. Tháng 6 năm 1968, người ta đã phát hiện thấy một dấu chân hóa thạch dẫm lên một hóa thạch bọ ba thùy. Điều này thật khó tin vì bọ ba thùy, còn được gọi là tam diệp trùng, đã tuyệt chủng vào khoảng 280 triệu năm trước. Và dấu chân hóa thạch này mang giày cỡ 13 được ước tính có niên đại trong khoảng 200 đến 600 triệu năm trước. Nếu đối chiếu với thuyết tiến hóa của Darwin, thì lúc đó con người sao có thể đã xuất hiện được? Năm 2016, các nhà khoa học tìm thấy 13 dấu chân người ở lục địa châu Phi mà theo phân tích thì đã có niên đại từ 3,6 triệu năm trước. Được phát hiện ở quốc gia Tanzania ngày nay, những dấu chân người cổ đại này được bảo tồn nhờ một khu vực bao phủ bởi tro núi lửa ẩm ướt từ xa xưa. Và nếu theo phát hiện này, tổ tiên chúng ta đã tồn tại và đi qua khu vực này hàng triệu năm trước. Từ châu Phi, chúng ta lang thang đến Đức, nơi các nhà khảo cổ tìm thấy một xương đùi của người Neanderthal có niên đại 124.000 năm tuổi, được phát hiện cách đây khoảng 80 năm từ hang Hollensteinstadel. Qua một loạt các xét nghiệm gần đây cho thấy, hóa thạch này lại chứa ADN người hiện đại. Các nhà khoa học tin rằng điều này chứng tỏ sự di rời khỏi châu Phi xảy ra sớm hơn nhiều so với các chuyên gia vẫn nghĩ cách đây khoảng 270.000 năm. Có nghĩa là chúng ta cần phải xem lại phần lớn những gì mình nghĩ đã biết về loài người. Một khám phá khác tại Maroc cũng làm chúng ta phải thay đổi suy nghĩ về nguồn gốc loài người. Tại đây các chuyên gia tìm được hộp sọ người hiện đại 300.000 tuổi. Điều đó cho thấy người hiện đại đã xuất hiện sớm hơn ít nhất 100.000 năm so với giả thuyết trước đây. Điều này một lần nữa khiến lịch sử của nhân loại phải viết lại. Bí ẩn những nền văn minh cổ đại tiên tiến vượt xa thời hiện đại. Hãy tạm dừng nói về nguồn gốc của con người và nhìn lại vô số công trình được tìm thấy trên toàn cầu. Chúng hoàn toàn thách thức sự hiểu biết của chúng ta về các nền văn minh cổ đại cũng như khả năng kỹ thuật của họ từ hàng ngàn năm trước. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn kim tự tháp Giza và nền văn minh Ai Cập cổ đại. Kim tự tháp Giza vĩ đại vẫn là một bí ẩn đối với các chuyên gia đã nghiên cứu di tích này hơn 100 năm qua. Không ai biết chắc chắn nó được xây dựng như thế nào và chính xác là người nào đã xây nó. Nhiều ý kiến cho rằng vua Khufu là người xây dựng, nhưng các chuyên gia dường như không hoàn toàn đồng ý. Ngoài ra, công trình này còn có độ chính xác đáng kinh ngạc. Kim tự tháp Giza được căn chỉnh chính xác nhất hướng đúng về phía Bắc với độ sai chỉ 3/60. Nó cũng nằm ở ngay trung tâm lục địa trái đất và là kim tự tháp 8 mặt duy nhất được biết đến ở Ai Cập. Bên cạnh đó, chúng ta dường như còn có cả những công cụ xuất hiện từ thời mà theo khoa học dòng chính là chưa có con người trên trái đất. Một ví dụ là cây búa 400 triệu năm tuổi được phát hiện tại thành phố London, Texas, Mỹ vào năm 1934. Người ta cho rằng đầu búa được chế tạo bằng sắt tinh khiết chỉ có thể làm được bằng công nghệ hiện đại. Các thử nghiệm đã cho thấy đầu búa được tạo ra từ 97% sắt nguyên chất, 2% clo và 1% lưu huỳnh. Thật không thể tin phải không? Ở Trung Quốc, còn có nhiều khám phá gây tò mò hơn. Những đường ống bạch công 150.000 năm tuổi được nhiều người coi là bằng chứng về một nền văn minh có công nghệ tiên tiến đã tồn tại hàng trăm nghìn năm trước. Các chuyên gia cho biết 8% vật liệu trong ống không thể xác định được. Các đường ống này trở nên nổi tiếng vào năm 2007 khi một tờ báo nhà nước lớn nhất Trung Quốc đăng bài về chúng. Nhưng vẫn còn nhiều thứ thậm chí gây tranh cãi hơn. Hãy chuyển sang danh sách vua Sumer cổ đại, trên đó ghi lại rằng 8 vị vua trong 5 thành phố, họ đã cai trị trong 241.200 năm, sau đó cơn lũ quét qua.
Nhưng làm sao mà 8 vị vua có thể sống và cai trị được 241.200 năm? Họ bất tử sao, hay họ là người ngoài hành tinh? Chúng ta cũng có cự thạch Alnasla, một tảng đá khổng lồ đứng giữa sa mạc, bị chia làm đôi với độ chính xác giống như được cắt bởi tia laser. Tảng đá đáng kinh ngạc này nằm tại Tamia Oasis ở Ả Rập Saudi. Các chuyên gia vẫn chưa giải thích được nguyên nhân tảng đá bị chia cắt kể từ khi phát hiện ra chúng. Một số người nói nó được tạo ra một cách tự nhiên, còn những người khác khăng khăng là chỉ có công nghệ tiên tiến được sử dụng để cắt đá mới có thể tạo ra vết cắt chính xác như vậy. Và trong khi liệt kê các di tích cổ khiến các nhà khoa học đau đầu, chúng ta không thể không kể đến Phuma Penkul. Phuma Penkul là một địa điểm khảo cổ cổ xưa nằm về phía tây thành phố La Paz 45 dặm, ẩn sâu trong núi Andean. Nơi này có nhiều khối đá được chạm khắc phức tạp nhất ở châu Mỹ. Theo phân tích, một trong những khối đá lớn nhất được tìm thấy tại Phuma Penkul dài 7,81m, rộng 5,17m, dày trung bình 1,07m. Ước tính nó nặng khoảng 131 tấn. Làm thế nào con người cổ đại trên trái đất có thể vận chuyển được khối đá này? Bạn có thể không thấy ngạc nhiên trước kích thước của những tảng đá ở Phuma Penkul, nhưng hãy xem những vết cắt chính xác và bề mặt nhẵn thính của nó. Thậm chí bạn không thể nhét được tờ giấy vào giữa các viên đá nghìn năm tuổi này. Tiếp theo, hãy đến Ollantay Tambo, một địa điểm khảo cổ đầy bí ẩn khác. Nằm ở độ cao 3.000m, khu phức hợp khảo cổ Ollantay Tambo nằm cách thành phố Cusco, Peru khoảng 70km. Các khối đá nguyên khối này được chèn bằng đá đệm để ngăn chúng sụp đổ trong các cơn địa chấn. Ollantay Tambo cũng giống như Phuma Penkul, sở hữu những tảng đá lớn gây sửng sốt. Nhiều tảng đá ở Ollantay Tambo nặng hơn 70 tấn và cũng được khai thác từ một ngọn núi cách đó hàng chục cây số. Một trong những di tích kỳ lạ nhất tại Ollantay Tambo là 6 khối đá khổng lồ được đặt sát nhau mà không một mảnh giấy nào có thể nhét vào được. Thật thú vị đúng không nào? Vẫn còn đó vô số các địa điểm khảo cổ khác đáng nhắc đến, như tảng đá Cosno được phát hiện vào năm 1887, là một phiến đá 5.000 năm tuổi, có khoảng 90 hình xoắn ốc được chạm khắc phức tạp với các vết lõm mà theo nhiều người chính là một bản đồ vũ trụ. Như bạn có thể thấy, vô số khám phá được tìm thấy trên toàn cầu đã chứng tỏ kiến thức của chúng ta về nguồn gốc nhân loại và những nền văn minh cổ đại là quá hạn hẹp, và có lẽ đã đến lúc các học giả cần viết lại lịch sử cũng như nguồn gốc loài người. Từ tinhhoa.net, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin.